Xin chào cả nhà, xin chào các đấng sáng tạo. Chúng ta đợi mọi người một chút nha. Xin chào, xin chào. Mọi người có nghe rõ không? Mọi người có nghe rõ không? Mọi người có nghe rõ không ạ? Yes, rồi. Rồi, ok. Xin chào mọi người. Đang có 16 người xem. Chúng ta có đợi một chút cho đông đủ hơn được không? Rồi, ok. Cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả chúng ta, cảm ơn những đấng sáng tạo. Nếu các bạn muốn có thể chia sẻ để cho nhiều người biết tới hơn nha. Nhiều người có thể được chữa lành hơn trong tình yêu thương. Xin cảm ơn. Tiếng nhạc có to quá không? Hay là vừa hay là nhỏ? Tiếng nhạc đang phát ở nền này. Để mình chia sẻ cái livestream này lên tường. Mọi người nghe tiếng nhạc nền nó có to không hay nó nhỏ? Nhạc nền bây giờ hơi to hả? Trong cái livestream này ấy, cái nhạc nền trong cái livestream này nó có to quá không? Nhạc không rõ hả? Rồi, ok. Rồi, nhạc rõ chưa? Nhạc này tăng cái rung động lên. Và rung động tăng lên thì cũng được chữa lành tốt hơn. Và tâm trạng cảm xúc cũng tốt hơn. Mọi người có muốn đợi thêm một chút để cho nhiều người vào hơn không? Và mọi người đặt câu hỏi đi. Mọi người có câu hỏi thắc mắc gì khi mà xem những cái video kia, mọi người đặt câu hỏi đi, mình sẽ trả lời, rồi sau đó sẽ hướng dẫn những cái mà mọi người thắc mắc hoặc băn khoăn.
Có phát trực tiếp từ âm thanh hệ thống được không hay phải qua mic vậy? Mình không hiểu lắm. Rồi, cái phần này lặp lại ở đâu nhỉ? Mọi người đặt câu hỏi đi, trong cái quá trình mọi người xem video và thực hành á, đặt câu hỏi đi về những cái mà mọi người khi mà thực hành hoặc khi mà xem hướng dẫn á, có gì thắc mắc hoặc có gì băn khoăn thì cứ đặt câu hỏi đi nhé. Trong cái quá trình mọi người thực hành đấy, mọi người thực hành thế nào rồi? Xin chào, xin chào. Nếu có câu hỏi gì thì hãy đặt ra nha. Thật ra là mình hướng dẫn hết rồi á. Mình hướng dẫn cái chữa lành trực tiếp gần như là gần gần ok rồi đó. Mọi người cứ xem cái video mình, những 5 cái video mình đã up lên đó, sắp tới sẽ có thêm. Hôm nay mình cũng sẽ nói thêm về cái việc chữa lành cho vạn vật, chữa lành cho con vật rồi mọi thứ, kể cả nước như thế này. Như các bạn xem cái video thứ hai là thứ ba mình up lên đó, về cái video chữa lành thì cái nước này này nó có cái thí nghiệm về nước đó, gửi tình yêu thương hoặc là cái nỗi chửi rủa nó, thì đơn giản là cuộc sống hàng ngày ứng dụng thôi. Hãy nói với ly nước hoặc là nghĩ trong đầu cũng được, tình yêu thương, gửi tình yêu thương cho nó, tôi yêu bạn, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Cái sự chân thật từ trái tim của chính mình, nói giống như nói chuyện với người bạn vậy. Uống nước nó rất là khỏe, vì 70 tức là cái nước trong cơ thể mình nó chiếm rất là nhiều. Rồi, linh hồn và tâm biết có phải là một không bạn? Cái này giải thích nó sẽ rất là, ngôn từ nó rất là hạn hẹp. Cái tâm biết đấy, nó là một cái dạng, một cái dạng nhận thức thôi, một cái dạng giống kiểu quan sát. Còn linh hồn thì cái ngôn ngữ của linh hồn nó là trực giác. Giống như khi làm một cái gì đó, khi các bạn làm một cái gì đó, tự nhiên trong đầu nó bật ra, có gì sai sai ở đây, thì đó là trực giác đó. Hoặc là khi bạn nói chuyện hoặc giao tiếp hoặc làm một cái điều gì đó, các bạn có thể cảm nhận được từ sâu bên trong rằng à, cái điều này nó phải như thế này này, nó phải thế này, phải thế kia này, nó mới đúng. Các bạn cảm nhận được điều đó trực giác, thì đó là cái dấu hiệu của linh hồn. Không sao. Chưa kịp xem hết và thực hành, mạng yếu quá rồi. Rồi không sao. Mọi người thực hành cái video đầu tiên á, chà tay cho nó thật mạnh, cho nó nóng rực hai tay lên. Xong rồi để cách khoảng 2 cm nhé, 2 cm á. Rồi nhắm mắt lại, hình dung cái năng lượng từ trái tim này
truyền ra ngoài cánh tay và phóng vào lòng, phóng ra hai lòng bàn tay á. Mọi người cảm nhận cái đó, nó có thử cho ai đưa tay vào giữa xem chưa? Có cách nào khiến sinh vật cảm nhận được cảm xúc của mình không? Làm sao để nhận biết sinh vật đã nhận thông điệp cảm xúc của mình? Rồi, ok. Sinh vật nó rất nhạy cảm trong việc cảm nhận cảm xúc. Cứ nhìn thử con chó mà xem. Bực dọc phát là nó cảm nhận được ngay. Nói cái giọng, ví dụ gọi nó ấy, gọi nó trong cái tình yêu thương, cái sự thân mật, nó sẽ rất là quấn quýt. Nhưng mà khi mà nói với cái giọng mà quát mắng nó ấy, nó cụp đuôi nó đi ngay. Chó nó cảm nhận rất là tốt. Còn và những như mình nói rồi á, những cái mọi thứ nó đều là năng lượng. Khi mà mình suy nghĩ hoặc cái cảm xúc này của mình thôi này, nó cũng phát ra năng lượng. Và vạn vật, kể cả con vật, nó cũng cảm nhận được cái năng lượng vi tế đó. Thậm chí nó còn cảm nhận được tốt hơn cả những cái người mà không không hay để ý cơ. Và vì vậy cái cảm xúc của mình nó sẽ ảnh hưởng được tới con vật. Làm sao để nhận biết sinh vật đã nhận thông điệp cảm xúc của mình? Cái này thì dùng trực giác thôi, hãy cảm nhận. Và cái cảm xúc nó càng mạnh thì nó càng gây ảnh hưởng nhiều. Tuấn Anh nghĩ thế nào về việc ăn chay? Nghe nói muốn thiền định tốt thì nên ăn chay, mà thiền định cũng là một cách chữa lành đúng không? Rồi, ở đây có ba ý. Nghĩ thế nào về việc ăn chay? Thật ra mình càng ép mình càng cố gắng thì càng không được, và nó càng khiến cho mình bức bối, bực bội và khó chịu. Chúng ta hay đặt câu hỏi tại sao chúng ta ăn chay với bản thân của mình. Mình ăn chay bởi vì tình yêu thương động vật và quý trọng mạng sống của muôn loài. Dù không có trực tiếp lấy mạng của chúng, nhưng mà cái việc mà mình ăn gián tiếp nó cũng gây ảnh hưởng tới những cái chúng sinh khác, và mình không nỡ làm cái điều đó. Và vì tình thương vô điều kiện thôi thì mình ăn chay. Rồi, nghe nói thiền định tốt thì nên ăn chay. Cái này đúng. Đúng với bản thân của mình thôi ạ. Trước đây khi mà chưa ăn chay thì mình cũng có thiền định. Nó cũng có nhiều cái suy nghĩ, cái tạp niệm. Nhưng mà từ khi ăn chay và phát cái tâm yêu thương từ bi vô điều kiện, thì khi thiền định tâm nó rất là tĩnh, và những cái suy nghĩ nó nổi lên, nó thỉnh thoảng nó nổi lên thôi, nó dễ thiền hơn và cơ thể nó nhẹ hơn. Và lúc đầu á, ngồi thì chân nó sẽ đau, nhưng một thời gian sau thiền nó quen rồi á, cái năng lượng nó đi vào, cũng như là khi mình ăn chay á, thì cái năng lượng của thực vật nó rất là cao chứ nó không có thấp như là động vật. Khi mà một con vật mà bị giết á, thì nó rất là đau và nó phát ra cái năng lượng sợ hãi tiêu cực, nó khiến cho toàn bộ cái cơ thể nó bị được bao bọc bởi cái năng lượng rất là thấp. Và khi mà chúng ta ăn vào thì nó cũng kéo cái năng lượng xuống, và cơ thể rất bực bội và nóng tính rồi đủ thứ. Thì khi mà ăn chay thì cái năng lượng của rau củ quả nó cao, nên là nó cũng hỗ trợ mình trong cái việc thiền định, mà nó cũng làm cơ thể thanh nhẹ, ngồi lâu cũng không có đau mỏi như trước. Một thời gian là ngồi nó tự nhiên nó cơ thể nó vẫn vẫn nhận biết nó tê, nhưng không còn đau nữa, rất là hay. Nó không còn đau nữa, khi mà xả thiền xong thì mới thấy thấy nó mỏi, mà ủa tại sao lúc ngồi mà không thấy đau. Và thiền định cũng là một cách chữa lành đúng không? Chính xác, bởi vì thiền định chúng ta tâm trí tĩnh lặng. Mình nói rồi, mọi cái bệnh tật dù ở trong tâm trí hay thể xác, nó đều do cái ảo tưởng của bản ngã. Trong cái bài thực hành thứ hai đó,
các bạn nhận biết được ra cái tâm biết của mình là các bạn, chúng ta không phải là cái suy nghĩ này, mà chúng ta là cái người quan sát cái suy nghĩ này. Thì khi thiền định chúng ta trở lại là người quan sát, mà người quan sát thì luôn luôn hoàn hảo và chẳng có bệnh tật gì cả. Và vì vậy càng ở trong cái trạng thái đó lâu thì những cái bệnh tật của bản ngã, của tâm trí nó dần dần được gột bỏ ra, gột bỏ và dần dần cơ thể trở nên hoàn hảo trở lại. Chúng ta đầu óc nó cũng thông suốt hơn, bởi vì những cái kiến thức, tri thức rồi thì kinh nghiệm nó chỉ là cái bản ngã thôi, nó là cái tâm trí, là cái vỏ, cái những cái lớp áo bên ngoài. Khi mà thiền định thì chúng ta trở về với con người mình thì chúng ta cũng thông suốt hơn, trí tuệ nó cũng mở mang hơn và cơ thể được thanh lọc và được chữa lành thân và tâm. Có cách nào giúp mình dễ dàng quán tưởng năng lượng màu đỏ từ trái tim ra hai lòng bàn tay hơn không? Tôi khó quán tưởng dòng năng lượng này quá. Vậy thì không cần phải quán tưởng màu đỏ nữa, chỉ đơn giản là khi làm ấy, hãy hơi gồng lên, gồng ở cái khu vực trái tim, mình dùng cái trái tim hơi gồng và gồng ngược lên, rồi dẫn truyền cái năng lượng nó đi ra, gồng luôn cả tay, gồng cái lòng bàn tay này hơi gồng lên một chút để phóng ra cái năng lượng. Và quan trọng là mình biết rằng mình hình dung, mình tin chắc rằng mình biết và nhìn hoặc là hình dung cái năng lượng nó phóng ra khỏi lòng bàn tay. Mình cảm nhận trái tim này và hơi gồng lên một chút để dẫn năng lượng đi ra khỏi cánh tay rồi vào lòng bàn tay và phóng ra ngoài. Tay hơi gồng một chút sẽ cảm nhận được cái năng lượng nó phóng ra, hoặc là mình có thể nhìn mắt mình nhìn và mình hình dung một cái dòng năng lượng màu trắng tinh khiết của tình yêu vô điều kiện này. Quan trọng là lúc ấy tâm của mình nó tĩnh và chỉ có tình yêu thương thôi, chỉ nghĩ về tình yêu thương thôi. Rồi nhạc hơi to à, ok giảm một chút. Rồi chắc ok rồi. Rồi còn câu hỏi gì nữa không ạ? Còn câu hỏi gì nữa không ạ? Mọi người có thể lấy một cốc nước nhé. Chúng ta có thể thực hành gửi tình yêu thương, gửi năng lượng yêu thương vào ly nước. Làm cách nào để chữa lành tâm nóng giận tiêu cực của người thân ở gần mình? Vậy hãy hỏi xem mình đã hết nóng giận và hết tiêu cực chưa? Chúng ta chỉ cho được cái chúng ta có thôi. Khi mà chúng ta yêu thương bản thân mình vô điều kiện á, chúng ta cũng không cần phải lo lắng hay quan tâm gì người khác như thế nào đâu. Bởi vì đó là cái lựa chọn của họ. Nếu họ thực sự muốn thoát khỏi cái tình trạng đó thì họ sẽ yêu cầu chúng ta, và khi đó chúng ta mới có thể hỗ trợ hướng dẫn được. Còn nếu họ không muốn á, thì chẳng có cách nào đâu, bởi vì đó là linh hồn họ lựa chọn cái trải nghiệm đó. Mình càng cố giúp họ thì chỉ càng mâu thuẫn thôi. Cho nên là tự giúp mình trước. Và khi người ta thấy mình an lạc, thấy mình hạnh phúc, khi họ muốn đạt được cái điều đó, họ sẽ hỏi mình và muốn mình giúp. Khi đó chúng ta mới có thể giúp. Và giúp bằng cách nào? Bằng cái cách mà chúng ta đã được tự chữa lành cho bản thân đó. Bằng tình yêu. Bằng tình yêu vô điều kiện. Tất cả mọi thứ chỉ bằng tình yêu thôi. Chỉ có trái tim mới chạm được tới trái tim. Vũ trụ này được tạo ra bởi một thứ duy nhất, đó là tình yêu. Tình yêu thuần khiết. Tình yêu thuần khiết là tình yêu vô điều kiện, không phải trao đổi buôn bán. Rồi bạn Thảo cứ hỏi đi. Vinh Trần, mình quen buông bỏ mọi vọng tưởng là những hình ảnh tới lui trong đầu, nên giờ bảo tưởng tượng hình dung này kia, thấy có mâu thuẫn thế nào ấy? Ok, không sao, bạn chỉ cần đặt cái hình bạn hơi gồng tay lên một chút và đặt tay vào trái tim, rồi cảm nhận năng lượng yêu thương tuôn chảy ra, và bạn tác ý bạn phóng năng lượng yêu thương ra khỏi lòng bàn tay thôi. Và bạn có thể nhìn vào cái vị trí cần chữa lành, bạn nhìn thấy nó được bao bọc bởi một dòng năng lượng màu trắng tinh khiết của tình yêu và sự chữa lành.
Nguyên lý chữa ung thư bằng năng lượng là như thế nào vậy bạn? Mình nói rồi đó, chúng ta không có bệnh tật gì đâu. Mọi cái bệnh tật chỉ là ảo tưởng của tâm trí thôi. Ung thư có thể là do tâm trí bạn có một cái vấn đề nào đó trong cảm xúc bị tắc nghẽn, hoặc cái niềm tin, một cái tổn thương nào đó từ sâu sắc bên trong bạn, nó bị dồn nén lâu ngày và nó tích lũy lại. Thì cái đó chỉ là cái tâm trí này nó tạo ra, cái tiềm thức nó tạo ra để nhắc cho chính bạn rằng à, đang có một cái vấn đề nào đó cần được giải quyết. Và khi chúng ta giải quyết cái vấn đề đó từ sâu bên trong này, từ trong tâm chúng ta, thì nó sẽ biến mất. Cách giải quyết đó là thiền định, nó trở về với cái biết của chúng ta. Chúng ta là tâm biết. Và cái nữa đó là dùng năng lượng của tình yêu thương. Thiền định cũng là trở về tình yêu mà thôi. Và có thể dùng năng lượng của tình thương, đầu tiên nhận ra nguyên nhân tại sao lại bị cái vấn đề này, có cái cảm xúc là tắc nghẽn, và rồi yêu thương bản thân mình và dùng năng lượng của tình thương tác động và phóng ra chữa lành nó, như cái video mình hướng dẫn đó. Đơn giản, mọi thứ là tình yêu thôi. Tế bào ung thư nó là một cái dạng năng lượng nó rung động thấp, và tình yêu là cái dạng rung động cao nhất, tình yêu thuần khiết. Thì khi mà cái năng lượng cao nó gặp năng lượng thấp thì nó sẽ có sự chuyển hóa lẫn nhau, và khi làm đủ nhiều đủ lâu thì nó sẽ chuyển hóa hoàn toàn. Và có thể cần phải nhiều ca, tức là nhiều buổi chữa lành như vậy để có thể chuyển hóa được những tế bào ung thư. Có thể là khoảng 5 buổi hoặc 10 buổi hoặc 1 tháng, tùy vào cái mức độ tin tưởng, và cái không phải tin tưởng mà là cái mức độ của tình yêu thương và cái năng lượng mình phát ra. Và đặc biệt là càng nhiều người cùng thực hiện một cái hành động thì cái năng lượng của nó càng mạnh. Cho nên chúng ta có thể hướng dẫn một số người cái việc chữa lành, và chữa lành cho ai đó thì cái kết quả nó cực kỳ nhanh. Ngồi xa màn hình xíu mặt đỡ to à, mắt mình nhìn nó hơi mờ chút. Rồi, mình gặp một vài vấn đề ngoài việc quay về bên trong lắng nghe nhu cầu của bản thân. Mình thường tìm đến tarot, đến lá số chiêm tinh, lá số tử vi. It's okay. Ok, quan điểm cậu nào vấn đề này? Ô, mình nhận được rất nhiều thông điệp qua xem tarot nha, đặc biệt là xem trải bài chung thôi á, nói đích xác những cái gì phù hợp. Bởi vì khi đó mình nghe theo trực giác của mình. Trực giác chính là tiếng nói của linh hồn. Linh hồn thì luôn dẫn dắt ta tới những trải nghiệm hoàn hảo cho sự tiến hóa. Và hãy nghe trực giác. Trực giác chính là ngôn ngữ của linh hồn. Nó không có phân biệt tốt sai, xấu tốt đâu, vì phân biệt là bản ngã. Trực giác thì luôn thuần khiết, và nó xuất hiện ngay lập tức. Nó không thông qua phân tích, không thông qua lý trí đâu. Và lá số chiêm tinh, tử vi cũng vậy. Khi linh hồn tới trái đất, trước khi nó đầu thai, nó đã sắp xếp những cái trải nghiệm nào nó muốn đạt được. Nó muốn trải nghiệm tình yêu thương vô điều kiện, thì nó sắp xếp nó gặp một cái người nào đó khiến nó bị tổn thương, đánh đập nó hoặc tổn thương về tinh thần. Và nó sẽ biết được cái sự đau đớn, và khi nó nhận ra nó sẽ trở lại tình yêu thương vô điều kiện, thì nó sẽ trải nghiệm được cái điều đó. Thì nó sẽ sắp đặt những cái, một cái lộ trình từ A tới B, đó là một con đường. Thì cái lá số chiêm tinh hay tử vi thì nó có những cái mốc quan trọng đó, nó biết được những cái điều đó. Bởi vì mọi sự không phải ngẫu nhiên, mọi sự đều do linh hồn muốn được trải nghiệm thôi. Và không có gì tốt xấu đúng sai, mọi sự đều linh hồn muốn khao khát trải nghiệm. Không có xấu sẽ chẳng thể nào biết tốt là cái gì. Cũng như vậy, không có thiện thì làm sao có ác. Đó là cái thế giới nhị nguyên. Nhưng khi chúng ta giác ngộ và hiểu ra, chúng ta vượt lên trên nhị nguyên, thì sẽ không còn tốt hay xấu, không còn đúng sai nữa. Tất cả đều là một, và chỉ còn tình yêu mà thôi. Hãy xem các chân sư, họ hoàn toàn yêu thương. Sự từ bi của họ phát ra rất mạnh mẽ, và hoàn toàn cảm nhận được tình yêu thương của họ.
dành cho vạn vật và muôn loài. Dòng năng lượng mình dùng từ trái tim để chữa bệnh cho người khác thời gian dài, dạy dòng năng lượng này có cạn kiệt không? Chắc là bạn chưa xem cái video thứ tư rồi. Cái video thứ tư sẽ hướng dẫn là chúng ta sẽ mở ra cổng không gian năng lượng của vũ trụ và năng lượng tinh khiết từ vũ trụ, năng lượng của sự sống và tình yêu thương vô điều kiện sẽ đi vào trái tim chúng ta, và chúng ta sẽ dẫn dòng năng lượng đó đi ra lòng bàn tay và hơi gồng tay một chút để phóng cái năng lượng đó ra trong tình yêu thương. Hãy nhớ tâm luôn luôn yêu thương thì đó, nên là sẽ không có bị cạn kiệt. Và một cái nguyên lý là chúng ta càng cho đi, chúng ta cho người khác là chúng ta đang cho chính bản thân mình. Đừng có sợ cái gì hết cả. Mình nói thế thôi, mọi người tự hiểu nha. Khi thiền định là tình yêu thương tự có phải không ạ? Khi mà tâm tĩnh trở về là người quan sát và nhận biết được mọi thứ xung quanh, rằng cái tâm trí nó chỉ là cái bản ngã, nó giống như con khỉ, nó thu hút cái sự chú ý của ta thôi. Ta trở về sự nhận biết của ta thì ta biết ta hoàn hảo và tình yêu thương bắt đầu nảy nở. Ngoài ra thì chúng ta có thể hiểu thêm một điều nữa, đó là chúng ta chỉ có tất cả mọi người đều là một, tất cả vạn vật đều là một. Thật ra chúng ta là một, không có sự phân biệt đâu. Bạn cũng là mình cũng là bạn, chẳng qua là linh hồn đang phân tách ra để trải nghiệm thế giới nhị nguyên thôi. Bởi vì nếu chỉ có một mình Thượng Đế, chỉ có một mình thì mình sẽ không thể trải nghiệm được tính hai mặt. Phải có người thứ hai, người thứ ba, người thứ n, người thứ một tỷ, vài tỷ sẽ trải nghiệm được vô số các mặt của cuộc sống mà một mình ta không thể nào có được. Và quan trọng là chúng ta nhớ rằng chúng ta là ai, chúng ta là đấng sáng tạo, là tình yêu thương, hay là chúng ta đang đóng cái vai diễn, đóng vai một cái vở kịch và chúng ta lún sâu vào nó quá. Chúng ta tưởng mình là cái thể xác này, tưởng mình là cái tâm trí, là cái suy nghĩ hơn thua tranh đấu, thua thiệt này. Thì khi đó chúng ta tham gia quá nhập vai vào vở kịch rồi. Hãy nhận ra mình là linh hồn có một thể xác, chứ không phải là mình là một thể xác có một linh hồn. Mà linh hồn thì bất diệt, linh hồn thì luôn luôn khao khát yêu thương. Và khi nhận ra chúng ta là linh hồn rồi, chúng ta đâu có gì để mất đâu. Và vì vậy, việc cho đi là vô điều kiện. Chúng ta chẳng có gì để mất cả. Cái thể xác này, cái tâm trí, cái bản ngã nó đang lo lắng, nó bị mất cái gì đó thôi. Chứ thật ra thì linh hồn chỉ khao khát tình yêu thương và khao khát trở thành đấng sáng tạo, chính là Thượng Đế. Hệ thống niềm tin tạo ra hệ thống hệ miễn dịch. Bạn nghĩ sao về nhận định này? Ồ, rất là chính xác. Trong Kinh Thánh có câu nói rằng nếu niềm tin của bạn chỉ bằng một hạt cải thôi, các bạn có thể rời non lấp biển. Và mình lặp lại, chúng ta là những đấng sáng tạo, và chúng ta tin cái gì, chúng ta sẽ trải nghiệm cái đó, dù cái niềm tin đó ở trong sâu thẳm tiềm thức. Các cái mình có làm thôi miên cho một số người rồi, cái này là trải nghiệm của mình, cái trải nghiệm riêng của mình, thì mình nói luôn. Trong trạng thái thôi miên, ví dụ mình nói họ quên mất tên của họ, thì họ quên mất tên của họ luôn, họ tin điều đó, họ không nhớ họ là ai. Mình nói họ không nhớ họ là ai thì trong cái trạng thái thôi miên đó, cái niềm tin của họ là tuyệt đối. Thì khi mình nói họ quên mất tên của họ thì khi gọi dậy họ chẳng nhớ họ là ai, ví dụ vậy. Rồi khi mình nói cái tay của họ không còn cảm giác nữa thì kim đâm không đau, muỗi đốt không đau, cả cắt ra phẫu thuật cũng không đau. Đó là sức mạnh của niềm tin. Chúng ta đứng sáng tạo. Có một số cái như NLP được tạo ra, nhưng mà mình nói luôn, NLP nó vẫn chỉ là cái mặt nổi thôi, trừ khi đi thật sâu vào tiềm thức. Bởi vì cái tiềm thức chính là cái tâm biết của ta này, cái tâm biết là bên sâu trong. Còn cái
cái tư duy kia là nó cái bản ngã bên ngoài thôi. Chúng ta cứ oang oang nói tôi là người tài giỏi, tôi là người thành công, tôi là người giàu có, nó chỉ là cái con vẹt nó nói thôi. Quan trọng là tiềm thức bên sâu bên trong chúng ta có tin vào điều đó không. Nếu như tiềm thức và cái bản ngã, cái bên ngoài thân tâm hợp nhất á, người ta gọi như vậy, mọi hợp nhất niềm tin, thì tin cái gì sẽ trải nghiệm cái đó. Niềm tin càng mạnh mẽ càng trải nghiệm nhanh, đó cũng là luật hấp dẫn. Rồi, ok. Mọi bệnh tật từ tâm phân biệt mà ra. Liệu cơ thể có thể tự chữa lành mọi bệnh tật? Ví dụ tôi bị trào ngược dạ dày, tôi vẫn phải dùng thuốc kê đơn ấy. Trường hợp này liệu dùng Reiki hay Clean Kim Chi? It's okay, okay. Đúng rồi, mọi bệnh tật từ tâm phân biệt mà ra mà. Cơ thể hoàn toàn có thể tự chữa lành mọi bệnh tật. Hãy nhớ, chúng ta luôn hoàn hảo. Hãy xem những cái video mình up lên đó. Mọi thứ luôn hoàn hảo, chẳng có gì bất hảo đâu. Chẳng qua là cái tiềm thức này này, nó đang thông báo với chúng ta biết rằng có một cái cảm xúc nào đó hoặc một cái niềm tin tiêu cực nào đó, nó đang bị tắc nghẽn ở bên trong. Vì vậy nó biểu hiện thành bệnh, thành những cái bất thường. Những cái bất thường thì chúng ta lại gọi là bệnh. Đó. Thì khi đơn giản là giải tỏa những cảm xúc và những cái niềm tin tiêu cực thôi. Những cái cảm xúc thì đơn giản nhất là dùng cái cảm xúc của tình yêu thương để hóa giải. Tình yêu, chạm tới tình yêu. Thì những cái bộ phận, những cái cơ quan nó có năng lượng thấp á, năng lượng bị tắc nghẽn, gọi năng lượng bị tắc nghẽn, vì cảm xúc nó sẽ tạo năng lượng tắc nghẽn, thì cái tình yêu thương nó sẽ gỡ bỏ những cái năng lượng tắc nghẽn đó ra. Và nó lại năng lượng cao đi vào năng lượng thấp, nó trung hòa và dần trở lại bình thường. Quan trọng là nhận ra cái cảm xúc của mình đang bị tắc nghẽn. Bạn có thể thiền để những cái cảm xúc đó nó trồi lên, những cái tổn thương nó trồi lên, và dùng cái tình yêu thương để chữa lành nó. Tất cả đều là tình yêu thương, vì vậy tình yêu thương có thể chữa lành mọi thứ. Mình sẽ chuẩn bị mời một bạn có khả năng nhìn được hào quang, nhìn được năng lượng vào livestream để xem, và sẽ thực hành cho mọi người thấy việc mở năng lượng từ xa. Không biết cái mời thêm ở đâu nhỉ. Không tự chữa cận thị à? Mình tự chữa rồi, nó mới đỡ được một chút ạ. Chứ không phải đeo kính rồi. Yeah, so cậu đề cập đến trực giác hâu nửa tây nửa ta nhỉ, để nhận biết được tiếng nói của trực giác hay cách để nâng cao sự nhạy của trực giác với một người self believer như tớ đôi khi vẫn bị rơi vào phân tích của lý trí. Đơn giản thôi, trực giác nó sẽ tự động nó nhảy lên mà không cần qua phân tích, không cần qua kiến thức hay là kinh nghiệm của bản thân, của cái bản ngã. Nó tự động nó lên giống như một cái cảm nhận gì đó. Khi mà chúng ta tĩnh lặng, khi để tâm trí trống rỗng, thì cái tiếng nói bên trong nó mới hiển lộ, tiếng nói của Thượng Đế, của linh hồn. Thì khi chúng ta đặt câu hỏi, chúng ta tĩnh lặng và để cho bất kỳ câu, chúng ta phải mở tâm và biết rằng câu trả lời đã có sẵn rồi. Thì chúng ta tĩnh tâm lại, đặt câu hỏi và câu trả lời sẽ xuất hiện ngay. Nó sẽ không thông qua suy nghĩ nha. Nếu mà còn suy nghĩ phân tích thì đó không phải là câu trả lời từ trực giác. Hoặc khi chúng ta đối diện với một vấn đề nào đó, tự nhiên một cái gì đó nảy ra trong đầu, chúng ta cảm thấy thế này, chúng ta đang giao tiếp với một người, tự nhiên thấy có gì sai sai, hình như người ta đang nói dối, thì không cần phân tích nữa, đó là trực giác. Đó, đơn giản vậy thôi. Thế tôi nhắc nhiều tới cốc nước, vậy mình có thể nói thật nhiều lời yêu thương vào một cốc nước và cho người thân uống thì họ có thể phần nào chữa lành không? Chính xác. Nước sẽ mang năng lượng chữa lành và nó sẽ hỗ trợ cho họ trong những cái ca trị liệu, những cái ca chữa lành ấy. Mọi người hãy để một cốc nước và để họ uống, gửi tình yêu thương, gửi năng lượng của tình yêu thương vào cái cốc nước. Rồi sau đó để họ đặt ý nguyện chữa lành vào cốc nước, hoặc chính mình đặt ý nguyện chữa lành vào cốc nước, nói với nó điều đó với sự biết ơn, cảm ơn vì nó đã xảy ra, rồi sau đó uống. Nó sẽ mang năng lượng chữa lành đi khắp cơ thể và nó lan tỏa, đặc biệt nó lan tỏa ra
lan tỏa ra các tế bào, nó đi vào máu mà. Sớm được thánh lắm, đúng rồi, hãy có niềm tin. Mà không cần tin đâu, nó là sự thật, nó là cái biết. Các bạn cứ lên search cái thí nghiệm về nước đó, thì các bạn biết nó là sự thật. Và mình cũng thử rồi. Rồi những cái cây nữa, những cái cây, người ta phân ra những cái cây, bên cây này nói những lời yêu thương, cây này thì chửi bới. Một thời gian sau cái cây bị chửi bới này nó bị chết khô, bị héo và hoặc nó kém phát triển. Còn cái cây nói lời yêu thương và biết ơn nó phát triển rất tốt. Đó là tình yêu thương đó. Khi chúng ta nói ra là nó mang năng lượng, thật ra chỉ cần nghĩ thôi là nó đã mang năng lượng rồi. Thì cái năng lượng đó nó truyền vào. Còn khi chúng ta đặt tay á, chẳng qua là làm cho cái tâm trí này biết rằng có cái tay này nó phát ra được năng lượng thôi. Chứ thật ra chúng ta nghĩ là nó đã có rồi. Nó đặt tay chỉ để bám vào cái tay này để nghĩ rằng nó phóng ra được năng lượng nhiều thôi. Mà thực chất thì tay nó cũng phóng ra được năng lượng nhiều thật. mà bây giờ mời live stream chung ở đâu đây? Mời ai đó vào để nhìn thấy năng lượng. Một ngày của cậu như thế nào? Một ngày mình không có khái niệm một ngày, mình chỉ sống trong hiện tại thôi. Chỉ cảm nhận giây phút hiện tại. Đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ, rồi làm những gì mà trực giác mách bảo. Rồi nhân duyên nữa, có ai cần chữa lành thì inbox hoặc là nhận sự hướng dẫn, thì cứ để tự nhiên mọi thứ đến thôi. Tận hưởng giây phút hiện tại. Cách cậu apply, nói tiếng Anh quá nhỉ, các pháp vào cuộc sống của cậu như thế nào, mối quan hệ công việc? Mình không quan trọng các pháp đâu, bởi vì mình biết được cái nguyên lý của các pháp nó là gì. Là tình yêu thương vô điều kiện. Mọi pháp đều vận hành như vậy, kể cả Reiki, kể cả Hold Upon Upon đó đó. Rồi thiền, thiền định, hay là NLP hay thôi miên, tất cả đều có một nguyên lý duy nhất, đó là tình yêu thương. Chỉ có tình yêu thương thôi. Hãy xem những bậc giác ngộ, hãy xem những vị chân sư, xem sự từ bi của họ và tình yêu thương của họ nó bao trùm rộng khắp như thế nào. Càng giác ngộ, càng yêu thương, càng từ bi hỷ xả và không còn tâm phân biệt. Và cái tình yêu thương chính là một cách để gỡ bỏ bản ngã. Không còn cái tôi và cái người nữa, không còn cái ta và cái tha nhân nữa. Bởi vì không còn phân biệt, biết rằng chúng ta là một, tôi và bạn là một, bạn chính là một phần của tôi đang giúp tôi trải nghiệm mọi thứ, trải nghiệm tình yêu thương vô điều kiện, trải nghiệm cái cuộc sống tươi đẹp này. Khi mà chúng ta biết chúng ta là một rồi, và mọi người, mọi vật, mọi sự tới với ta đều là cái lựa chọn linh hồn muốn trải nghiệm trong tình yêu thương, thì sẽ không bao giờ còn khổ đau nữa. Không thể nào mà khổ đau được. Và vì vậy cũng chẳng cần các pháp làm gì nữa. Chỉ sống trong hiện tại thôi. Không thể nào khổ được. Bởi vì chúng ta nhìn thấu được là đó là một cái trải nghiệm rất là thú vị mà cuộc sống tặng cho chúng ta, để chúng ta biết rằng yêu thương vô điều kiện là như thế nào. Và chúng ta cho đi cái tình yêu vô điều kiện, chúng ta không mong cầu điều gì cả. Họ đối xử tốt với mình cũng được, mà đối xử không tốt với mình cũng được, mình không có quan tâm. Mình chỉ biết là mình yêu thương vô điều kiện thôi. Còn họ muốn nhận hay không thì đó là ở họ. Nhưng mà chắc chắn họ được chuyển hóa, nhưng cũng đừng kỳ vọng gì ở họ. Chúng ta còn kỳ vọng ở người khác hay ở một sự việc nào đó thì chúng ta còn thất vọng. Mà thất vọng cũng là nguyên nhân dẫn đến đau khổ. Cái vô điều kiện ở đây nó chính là không cần cái gì cả, chẳng cần cái gì hết. Chỉ có mỗi bản thân chúng ta là đủ rồi. Vậy nên chúng ta phải yêu thương bản thân mình vô điều kiện trước. Mà chúng ta đã là cái đó rồi, chúng ta chẳng cần phải làm gì, chẳng cần cố gắng đâu. Chỉ cần chấp nhận chúng ta đã là hoàn hảo rồi. Hãy tĩnh lặng, không cần suy nghĩ, hãy tĩnh lặng và trở về với chính bản chất của mình thôi.
thiền định sẽ giúp cho chúng ta trở về nó rất là nhanh và hiệu quả. Và hãy nhớ, tất cả chúng ta là một, không hề có sự phân biệt, không có đúng sai đâu. Mọi thứ đều hoàn hảo, đều là điều chúng ta muốn trải nghiệm thôi. Và vì có những trải nghiệm đó chúng ta tiến hóa. Mối quan hệ công việc thì mối quan hệ đó chỉ có tình yêu mà thôi. Công việc à, linh hồn tới đây không để làm việc, không phải để làm việc. Chúng ta đang tiến hóa ngược. Chúng ta đang cái thời kỳ nguyên thủy á, đâu cần phải làm việc đâu. Cây cối hoa trái có đủ rồi, chúng ta chẳng nhẽ thua kém con vật hay sao? Con vật chúng nó có phải làm việc, có phải lao động không? Hay chúng nó tận hưởng cuộc sống thiên nhiên, mẹ thiên nhiên đã trao tặng rồi? Hay là do chúng ta, do cái bản ngã, do lòng tham, tham vật chất rồi tham sự ổn định mà lao ra làm việc, lao ra kiếm sống rồi tích lũy bao nhiêu cho nó đủ? Một ngày chúng ta ăn uống thực sự hết được bao nhiêu tiền? Mình không làm gì cả, mình chỉ sống và tận hưởng cuộc sống thôi. Mọi thứ luôn luôn đầy đủ. Khi chúng ta nhận ra cuộc sống đầy đủ rồi á, chúng ta sống trong sự đầy đủ thì sự đầy đủ nó lại đến bởi vì luật hấp dẫn. Chúng ta hành động giống như chúng ta đã đầy đủ, và vì vậy vũ trụ lại cho thêm và càng lúc càng đầy đủ hơn. Đó là luật hấp dẫn. Còn nếu chúng ta càng cố đuổi theo những thứ để đạt được cái này, đạt được cái kia, đạt được thành công, đạt được hạnh phúc, những cái đó chỉ là giả thôi. Chúng ta càng đuổi theo, luật hấp dẫn lại càng cho thêm. Chúng ta đuổi theo chứng tỏ rằng chúng ta đang thiếu. Mà chúng ta đang thiếu, vũ trụ xác nhận rằng bạn đang thiếu. Ok, vậy cho thêm. Và như vậy chúng ta suốt ngày đuổi theo liên tục, không bao giờ dừng lại được. Trừ khi chúng ta biết rằng chúng ta lựa chọn hạnh phúc, chúng ta lựa chọn chúng ta đã đầy đủ, thì chúng ta sẽ tự động sống trong sự đầy đủ. Chúng ta tự động sống như đã hạnh phúc rồi. Và chúng ta càng sống với điều đó một cách nó sẽ thành tự động. Bởi vì chúng ta hạnh phúc rồi thì chúng ta tự nhiên vui vẻ, tự nhiên thoải mái, không cần cố gắng. Và càng như vậy thì vũ trụ lại càng cho thêm, và lại càng hạnh phúc, càng đầy đủ hơn. Đó là một cái điều đơn giản, nhưng mọi người đang đi sai. Không phải sai mà là đi ngược lại. Tu giữa đời thường của cậu cụ thể là như thế nào? Yêu thương, tận hưởng cuộc sống, giây phút hiện tại, không lo nghĩ quá khứ hay tương lai. Bởi vì lo nghĩ quá khứ tương lai thì nó là cái bản ngã. Khi nhận ra, chúng ta lại trở về cái tâm biết của mình. Mình lại quan sát mọi thứ. À, tôi đang cầm cốc nước này đây. Tôi cảm nhận được cái lực mà tôi bóp vào cốc nước. Tôi cảm nhận được sức nặng của cốc nước. Khi tôi uống nước, tôi cảm nhận được sự thanh khiết của nước, nó đi vào trong cổ họng. Tôi feel, tôi cảm nhận được thực tại, cái giây phút hiện tại, mà không có suy nghĩ tới những cái gì khác. Thì đó là tu sẽ đời thường đó. Và nhớ rằng chỉ có tình yêu mà thôi. Nếu có thể, Tôn Anh có thể chia sẻ vài pháp cậu dùng mỗi ngày được hay em tôi rất hào hứng khi được nghe điều này. Thì đó chẳng có pháp nào đâu, mọi pháp đều do tâm tạo. Mà tâm là cái gì? Là cái biết này này, là tình yêu thương vô điều kiện thôi. Khi chúng ta yêu thương bản thân vô điều kiện và nhận thấy sự hoàn hảo ở nơi chúng ta sẽ thấy được sự hoàn hảo và tình yêu thương ở vạn vật và mọi người xung quanh. Do vậy, không có gì để làm nữa. Mọi thứ đều hoàn hảo, đều yêu thương rồi. Dù cho bất kỳ hoàn cảnh nào xảy đến với ta thì ta vẫn hoàn toàn đón nhận trong tình yêu thương và sự hoan hỷ, vì đây là món quà của cuộc sống. Nó không phải là sự cố gắng giả tạo, mà nó là tự động. Bởi vì chúng ta biết chúng ta là ai, chúng ta là đấng sáng tạo, chúng ta đang sáng tạo ra thực tại này, chúng ta là tình yêu thương. Vì vậy mọi thứ chúng ta đón nhận hoàn toàn vui vẻ, hoàn toàn hạnh phúc và yêu thương mà không có bất kỳ phán xét gì cả. Không có gì có thể làm khổ được. Mình cũng chẳng biết khổ là gì. Rồi, vẫn là câu chuyện về tình yêu thôi, bàn về labor là cái gì, các mối quan hệ soulmate dream lên. Khi bước trên hành trình ánh sáng này, cậu có cảm thấy cô đơn không? Liệu yêu và kết hôn với một người chưa tạm gọi là thức tỉnh?
Thì lúc đầu mình cũng thấy cô đơn á, nhưng mà lúc đấy là chưa thực sự yêu thương bản thân mình vô điều kiện thôi. Yêu thương bản thân vô điều kiện rồi thì chẳng cần cái gì cả. Lỡ yêu và kết hôn với một người chưa tạm gọi là thức tỉnh, thì hãy xem tình yêu đó nó có phải vô điều kiện không. Thức tỉnh hay chưa thức tỉnh thì đâu có quan trọng. Quan trọng là cái tình yêu trong mình là tình yêu vô điều kiện hay có điều kiện. Nếu mà có điều kiện mình sẽ đòi hỏi họ thức tỉnh hoặc chưa thức tỉnh, hoặc họ sẽ đòi hỏi mình, và mình cảm thấy mình có thể sống bên cạnh họ mà mình cảm thấy thoải mái hoặc họ cảm thấy thoải mái không thôi. Mọi thứ hãy nhớ tình yêu thương vô điều kiện bắt nguồn từ bản thân mình rồi mới tới người khác, rồi mới có thể cho đi được. Chúng ta chỉ có thể cho đi cái mà chúng ta có. Ok. Bấm vào chỗ có hai hình người à? Chưa có tham gia phim phát trực tiếp. Ok, cảm ơn chị. Bây giờ mời một người có khả năng nhìn thấy hào quang nha. Chúng ta tiến hành thí nghiệm để mình gọi gọi nha. Vậy là không online thì phải. Làm sao để kết nối với người thầy trong mình và em? Thiền định, tĩnh lặng, để tâm trí nó tĩnh lặng. Tĩnh lặng, không theo bản ngã nữa. Tĩnh lặng, bất động. Nhìn năng lượng mình mới. Hello, anh cười tẹt thét. Rồi. Ok. Hello, thương. Không làm việc lấy gì ăn mà sống? Hãy hỏi những con vật xem. Cái việc lo lắng kiếm ăn nó là cái bản ngã thôi, mọi thứ luôn đầy đủ. Hay xem Đức Phật đó, có làm gì đâu. Thiền như thế nào cho có hiệu quả để được giải thoát vậy em? Đầu tiên là chị đừng có thiền để được giải thoát. Chị đơn giản thiền để tĩnh tâm thôi. Thiền để tĩnh tâm thôi. Còn giải thoát nó là hệ quả. Giải thoát khi mà chị nhận ra chị là tình yêu thương rồi và chị chẳng cần cái điều gì nữa, không còn mong cầu, không còn cái ham muốn của vật chất nữa thì được giải thoát. Cha trời mẹ đất đã cho chúng ta quá nhiều, chỉ là không chịu chấp nhận và nhận ra. Đúng rồi, có gì là thiếu thốn đâu. Hãy xem nước Mỹ hoặc một số nước khác, một ngày người ta thải ra một cái lượng thức ăn có thể nuôi sống cả một đất nước, và cái lượng chết đói thì ít hơn cái lượng thức ăn dư thừa rất nhiều. Làm gì có gì thiếu thốn đâu. Chẳng qua cái tâm trí này này nó cứ lo lắng cái sự bất ổn định nên nó tạo ra cái sự thiếu thốn thôi. Mọi sự luôn đầy đủ. Và hãy nhớ chúng ta là linh hồn chứ chúng ta không phải là thể xác. Ăn một ngày đâu có hết bao nhiêu, đúng không? Tại sao phải cố gắng làm những cái mình không thích rồi nói dối bản thân mình rằng phải làm mới có ăn. Một ngày ăn hết bao nhiêu, có cần phải làm nhiều như vậy không? Cùng lắm là làm một ít, đâu cần phải. Quan trọng là gì? Sống vui vẻ hạnh phúc và thỏa mãn với những gì mình đang có, phải không bạn? Đúng rồi, chúng ta nhận ra chúng ta đã đủ đầy rồi, là chúng ta chẳng cần gì hết, là tự nhiên nó rất thoải mái, nó tự do và gọi là giải thoát, không còn cần cái gì hết nữa. Bye bye nhé, lát xem lại phải tham gia lớp thiền các thị rồi. Ok bạn. Vào muộn thì vào muộn thôi, có gì xin lỗi đâu. Khi ăn uống thức ăn mà mình biết không được sạch, bị nhiễm các hóa chất nhưng không có lựa chọn, vậy dùng năng lượng yêu thương có chuyển hóa được thức ăn mình tốt không? Có chứ, nó sẽ chuyển hóa được phần nào. Nếu mà bạn tin rằng nó chuyển hóa được hoàn toàn sẽ được, bởi vì niềm tin với sức mạnh tuyệt đối, những nhà yogi đã làm rồi, họ uống những thuốc cường toan kịch độc nhưng chẳng hề bị sao cả, họ chữa lành được cái nước đó và nó đi luôn qua cơ thể khi giờ đào thải hết. Hãy nhớ chúng ta là những đấng sáng tạo và cái điều giới hạn chính là niềm tin và cái sự nhận thức. Vậy hãy mở rộng nhận thức ra và đừng
tin cái gì cả. Hãy vượt qua mọi niềm tin của bạn và cũng đừng tin những gì mình đang nói ở đây. Những gì mình đang nói ở đây nó đã giới hạn rồi và mình không thể nào nói được sự thật đâu. Sự thật chỉ có thể cảm nghiệm, không thể nói ra được bằng ngôn ngữ. Ngôn ngữ rất hạn hẹp. Và vì vậy, đừng tin ai cả, kể cả những vị chân sư. Họ chỉ dẫn đường cho bạn để tới cái sự giác ngộ thôi, chứ họ không nói được sự thật. Bởi vì họ chỉ nói được tương đối thôi, sự thật không diễn tả được, không nói được. Mà người ta cứ bám chấp vào những cái câu từ, đặc biệt là những người theo Phật giáo ấy, họ bám chấp ngôn từ và cứ tranh cãi đủ thứ. Tôi cái này cao, cái này thấp, chỉ có đạo Phật mới giải thoát được, thế này thế kia ABC. Bám chấp ngôn từ nhiều quá. Nhưng mà không có ai nói được sự thật đâu, chỉ có thể tự mình trải nghiệm trong tĩnh lặng thôi. Cái chân lý nó không nói được ra đâu, nó chỉ có thể cảm nhận được thôi. Chương trình của group mình có thể tự chương trình của group mình có thể tự thôi miên hồi quy được không em? Được. Chị đang đau đầu bên phải em. Ok em ơi, đau đầu bên phải hả? Thì chị phóng năng lượng yêu thương chữa lành bên phải đi, phóng được tim ra, hoặc mở một cái dòng năng lượng, một cái cổng năng lượng trong vũ trụ, chảy xuống một dòng thác ân điển của tình yêu thương vô điều kiện, năng lượng tinh khiết của vũ trụ và năng lượng của sự sống. Hình dung nó tuôn chảy vào đỉnh đầu và khiến cho cả đầu chị hòa vào dòng ánh sáng của nó trong tình yêu thương vô điều kiện. Đây, cái bạn mà nhìn được năng lượng gọi chưa bắt máy. Không biết có ngủ không đây. À đây rồi, đây rồi. Hiếu ơi. Ok, mời rồi. Các bạn xem có mời được không nha. Gọi không thấy bạn ấy bắt máy. Chắc đang làm gì đây. Rồi, còn ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ nói về cái chữa lành vạn vật nhé. Chữa lành con vật rồi vạn vật. Đơn giản thôi. Hãy nhớ chúng ta là đấng sáng tạo. Mình đi tới bệnh viện chẳng hạn, thì mình luôn đặt tay vào trái tim này, nhắm mắt lại, cảm nhận tình yêu thương và bắt đầu hình dung trái tim đang tỏa ra một cái hình cầu tỏa tròn ra xung quanh, càng lúc càng to hơn, nó bao phủ tất cả. Mình mở mắt ra và hình dung nó đang bao phủ tất cả với cái tình yêu thương vô điều kiện và sự chữa lành và cái ánh sáng, những cái ánh sáng lấp lánh của nó, mình hình dung và mình biết rằng nó xảy ra, bởi vì trong cõi vô hình nó xảy ra, chắc chắn nó xảy ra. Cái này mình thử nhiều rồi, mình kết nối với những người có thể nhìn bằng con mắt thứ ba, họ nhìn được năng lượng, nhìn được hào quang, đặc biệt trong trạng thái thôi miên họ nhìn rất rõ. Thì đơn giản thôi, mình gọi điện online như này, mình tác ý từ xa chứ không phải là làm trực tiếp, và mình mở dòng thác ân điển trên đỉnh đầu của họ. Mình không nói gì nhé, mình không nói, mình mở xong mình hỏi họ có nhìn thấy dòng thác không và ở vị trí nào. Họ nói đúng vị trí đó và nói rõ màu sắc. Mình hỏi ý nghĩa của nó là gì, thì họ nói tình yêu thương, sự minh triết, chữa lành. Đó. Và chiều nay mình cũng có thử với cái bạn mà nhìn được cái năng lượng kia để ba vật. Rồi mình không nói mình sẽ truyền năng lượng vào cái vật nào. Mình yêu cầu họ nhìn cái năng lượng của ba cái vật đó và xem, quan sát sự thay đổi. Sau đó mình tác ý, mình hình dung, mình đưa tay ra, mình phóng năng lượng và mình hình dung, mình mở một cổng năng lượng, một cổng không gian ở trên cái vật thứ nhất, và cái cổng không gian đó mình hình dung nó đổ xuống dòng thác ân điển, cái năng lượng tinh khiết của vũ trụ, của sự sống và tình yêu thương vô điều kiện. Nó đổ xuống, mình hình dung, mình hình dung nó đổ xuống một cách mạnh mẽ và nó bao bọc cái vật đó trong cái ánh sáng màu trắng của tình yêu thương. Sau đó bạn ấy nói được, bạn ấy thấy cái một cái dòng thác nhỏ giống như một cái trụ nó đổ xuống và nó bừng sáng lên, và cái vật đó nó mang cái năng lượng
và sau đó vật đó vẫn luôn giữ được cái năng lượng đó. Đó. Nó sáng bừng lên, cái hào quang, cái năng lượng nó sáng bừng lên. Thì đó, mình nói để các bạn có niềm tin. Đã nhé, bây giờ mình mời bạn ấy vào để cho mọi người thấy rõ cái việc chúng ta đứng sáng tạo như nào. Chỉ cần ý nghĩ thôi, chỉ cần hình dung thôi là nó xảy ra ngay lập tức. Đặc biệt là cái cõi vô hình, càng hình dung rõ nó càng hiện rõ. Đó. Thì bạn ấy lại chưa vào, không biết là đang làm gì. Nhìn năng lượng các thành viên livestream mà bạn, cái con mắt thứ ba bạn ấy đang được kích hoạt nhưng mà chưa được kích hoạt hẳn, cho nên là nó mới chỉ nhìn được cái năng lượng dạng màu trắng khi nhìn qua video như này thôi, hoặc là nhìn trực tiếp, còn để cảm nhận thì phải kết nối cơ. Ví dụ nhìn video như này là cũng thấy được năng lượng này đó, nhưng bạn ấy mới nhìn được màu trắng thôi. Tuấn Anh đã gặp linh hồn bao giờ chưa? Cảm giác thế nào? Thiền thế nào để tránh gặp phải những linh hồn xấu, ma? Linh hồn thì mỗi ngày mọi người ai chẳng gặp. Mọi người đều là linh hồn mà. Còn ý của chị nói thì em hiểu, đó là cái nhận biết được người âm đúng không? Tức là linh hồn âm đó. Thì có một lần em hỗ trợ cái việc chữa lành và giải thoát cho những cái linh hồn, những cái vong á, để gọi như vậy đi, thì bằng cái ngải, họ dùng ngải mình chữa lành, rồi sau đó mình ngồi thiền thì đúng hơn là trong cái quá trình mình thiền định ấy, mình cảm nhận. Một số người sẽ có độ nhạy cảm, sẽ cảm nhận được cái năng lượng xung quanh. Mà cảm nhận thôi, không diễn tả được đâu. Cảm nhận thôi, không diễn tả được. Thiền thế nào để tránh gặp phải những linh hồn xấu ma? Yêu thương. Chúng ta là những đấng sáng tạo, chúng ta phát đi rung động như nào, chúng ta sẽ chiêu cảm và thu hút những cái rung động tương tự như vậy. Nếu chúng ta sợ hãi, chúng ta sẽ chiêu cảm những cái vong nó theo. Và chúng ta yêu thương thì khi thiền á, chúng ta sẽ còn giải phóng và hỗ trợ họ giải thoát cơ. Nên hãy khi sợ hãi đừng có thiền, mà hãy dùng yêu thương, hãy yêu thương và ngồi vào thiền định. Chúng ta sẽ giúp cho vạn vật xung quanh được chữa lành trong tình yêu thương. Có mà không, không mà có, trong cái có nó có cái không. Trong cái không nó có cái có, đó là hư không, là chân lý tối thượng, đó là thượng đế và cũng là lời dạy của cha trời. Rồi, ok thôi. Con mắt thứ ba em thấy người ta bảo phải thiền rồi dần mới kết nối được, hay như thế? Hay như thế phải không anh? Đúng rồi, thường thì một số người có cái căn tu của những kiếp trước, họ tu cao thì họ cũng có thể trong kiếp sống này tự nhiên họ được khai mở. Còn thiền định thì khi chúng ta trở về cái bản thể, sự hoàn hảo của chúng ta bỏ đi tất cả mọi bản ngã, thì sự hoàn hảo trở lại và cái con mắt thứ ba nó vốn có rồi, thì khi chúng ta trở lại thì nó được mở ra thôi. Càng ngày nó càng mở rõ ra. Còn đặc biệt trong trạng thái thôi miên sâu thì lúc đó không còn bản ngã nữa, tâm trí nó đi ngủ luôn rồi. Cho nên là chỉ còn cái biết thôi, thì con mắt thứ ba nó hoạt động rất là mạnh đó. Hư không thì là không khí, là hơi thở, là sự sống, là ngay bây giờ. Vì vậy cha thượng đế luôn luôn ở bên ta, chẳng qua mình chưa thấy mà thôi, phải không Tuấn Anh? Anh biết câu trả lời rồi đúng không? Anh biết câu trả lời rồi đúng không? Như mình nói rồi đó, thượng đế là tất cả mọi thứ hợp lại, chứ không phải là một ai đó hay một điều gì đó riêng biệt cả, là tất cả. Và thượng đế cũng chẳng là ai cả, và chúng ta chính là một phần linh hồn của thượng đế tách ra để trải nghiệm thượng đế là ai. Thông qua chúng ta, thượng đế biết được thượng đế là ai, được trải nghiệm. Và vì vậy bạn là thượng đế,
cái điện thoại này là thượng đế, cái cốc nước này là thượng đế, cái phân tử nước này là thượng đế, tất cả đều là thượng đế, và hãy trân quý những người hèn mọn nhất, những thứ tầm thường nhất và những thứ cao cả nhất, tất cả đều hoàn hảo như nhau, không có sự phân biệt, không có sự phân biệt, tất cả đều là thượng đế, không có tốt xấu đúng sai, tất cả đều là đấng sáng tạo, đều là thượng đế. Vì vậy, hãy nhìn người khác hoàn hảo như chính bạn. Con mắt thứ ba của em mở chưa? Nếu mở rồi thì chỉ mở trong lúc thiền định đúng không em? Cái này em không nói nha. Mở mắt ba mà chưa sẵn sàng thì rất nguy hiểm, có đúng không em? Hãy nhớ rằng mọi thứ đều hoàn hảo. Cái sự nguy hiểm nó chỉ là một cái trải nghiệm do tâm trí thôi, chứ còn linh hồn nó muốn trải nghiệm cái điều đó để nó biết nó là ai, là sự dũng cảm, là tình yêu thương. Và thật ra cái nguy hiểm mà mọi người nói ở đây đó là sự thiếu hiểu biết. Khi mở con mắt thứ ba, chúng ta có thể nhìn được các cái cõi giới vô hình, có thể nhìn được thấy các vong, các linh hồn, và đâm ra sợ bởi vì thiếu hiểu biết. Nhưng nếu chúng ta đủ hiểu biết, chúng ta nhận biết rằng tất cả đều hoàn hảo, đều là thượng đế. Họ không nhớ họ là ai, và chúng ta hãy nhắc cho họ biết họ là ai. Đặc biệt trong cõi vô hình, chỉ cần suy nghĩ điều gì là sẽ ngay lập tức trải nghiệm điều đó. Vậy thì hãy nói cho các vong đó biết rằng họ chính là đấng sáng tạo, họ là thượng đế, và hãy nghĩ tới những điều tốt đẹp nhất. Hãy nghĩ tới thiên đường, hãy nghĩ tới miền cực lạc, hãy nghĩ tới những thiên thần đang dang rộng vòng tay đón chào họ trong tình yêu thương vô điều kiện. Họ được tha thứ và không có lỗi lầm gì cả, hoàn toàn vô điều kiện. Và hướng dẫn họ nghĩ về điều đó. Khi họ nghĩ về điều đó thì họ được giải thoát, họ trải nghiệm ngay cái điều đó. Nên là không có gì nguy hiểm cả, chẳng qua là cái bản ngã mình nghĩ nó sợ hãi thôi. Khi có tình yêu thương thì mọi thứ hoàn toàn đẹp đẽ và hoàn hảo. Thiền yêu thương là suy nghĩ về một đối tượng nào đó để yêu thương hay sao ạ? Không, yêu thương bản thân mình này. Yêu thương ai, suy nghĩ ai. Yêu thương đặt tay vào tim này, trở về bản thể mình mà yêu thương chính bản thân mình, yêu thương cái linh hồn của mình, yêu thương bản thân thể xác này này, yêu thương tất cả những gì mình có này, yêu thương bản thân vô điều kiện là như vậy đó. Không có lỗi lầm gì cả đâu, mọi thứ đều là trải nghiệm của linh hồn thôi. Rồi, quên mất, lại quay trở lại cái việc chữa lành vạn vật nha. Lại mở ra năng lượng, cộng năng lượng của vũ trụ, của tình yêu thương vô điều kiện, năng lượng tinh khiết của vũ trụ và sự sống, rồi đổ vào tim, rồi truyền ra lòng bàn tay, và tác ý hình dung lòng bàn tay phóng ra luồng năng lượng, hơi gồng lên một chút nha, phóng ra năng lượng của tình yêu thương vô điều kiện. Rồi mỉm cười và nhìn, hình dung mình hình dung tay mình phóng ra cái năng lượng yêu thương, năng lượng tinh khiết của vũ trụ màu trắng, nó bao bọc xung quanh vạn vật, bao bọc xung quanh, và nó thấm vào từng tí một, tức là nó hoàn toàn hòa quyện hoàn toàn vào. Thì khi đó cái vật đó, con vật đó, hoặc người đó, hoặc bộ phận đó được chữa lành, và nó có tình yêu thương trong đó rồi, giống như thí nghiệm của cốc nước đó. Vậy thôi, cốc nước này đang tràn đầy tình yêu này. Cốc nước của các bạn có đang tràn đầy tình yêu không? Uống đi nào. Thì đó, chữa lành vạn vật, từng tế bào luôn. Chữa lành từng tế bào thì hình dung cái năng lượng ánh sáng của tình yêu thương, của sự chữa lành đó, nó hoàn toàn, nó bao trùm hết cái vật đó, cái bộ phận, cái cơ quan, cái người đó, cái con vật đó, cái cây đó, cái thứ đó, nó bao trùm hoàn toàn, và hoàn toàn trở lên thành cái màu trắng của tình yêu thương vô điều kiện đó. Và mình luôn luôn mỉm cười và để tâm trí trong tình yêu thương, chỉ có tình yêu thương thuần khiết mà thôi. Làm sao để biết con mắt thứ ba đã mở? Em hay thấy một vòng năng lượng màu trắng pha lê và những hạt năng lượng nhỏ hình tròn và một sợi dây do những hạt năng lượng này xếp thành. Đây có phải biểu hiện con mắt thứ ba đã được tác động vào không ạ? Bạn nhìn thấy ở đâu? Là gì có xấu hay đẹp đâu.
Chưa mời được cái bạn kia nhỉ. Mời lần nữa xem nào. Chưa vào. Nói chung là con mắt thứ ba bắt đầu được mở thì các bạn sẽ nhìn thấy được năng lượng, thấy được hào quang và trực giác nó sẽ tốt. Các bạn bắt đầu cảm nhận được khi mà người khác nói một cái vấn đề gì, các bạn nhận biết được đâu là sự thật, họ đang nghĩ cái điều gì, hoặc là từ sâu thẳm họ 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 đang có cái điều gì chẳng hạn, họ có đang nói đúng không, hay họ đang thật ra họ đang suy nghĩ cái điều gì khác, thì đó là trực giác. Trực giác nó sẽ mạnh và càng lúc càng mạnh hơn thì các bạn sẽ nhìn được thấy hào quang của mọi vật. Đó là năng lượng đó. Lúc đầu nó sẽ có màu trắng, rồi sau đó nó sẽ bắt đầu có những cái màu sắc, rồi nó có nhiều lớp, càng lúc càng rõ. Nhưng mà đừng có quan tâm cái điều đó, nó chỉ là phụ thôi. Bạn hạnh phúc rồi thì đâu cần những cái điều đó đâu. Càng mong cầu thì càng không có. Nên hãy sống ở giây phút hiện tại thôi. Hãy nhớ chúng ta là những đấng sáng tạo, và cần gì có mắt thứ ba đâu. Các bạn không cần có mắt thứ ba để nhìn thấy năng lượng, các bạn hình dung là được. Hình dung là nó đã tạo ra rồi. Giống như hôm nọ mình đưa vài người vào cái trạng thái thôi miên sâu bằng cái mắt thứ ba đó. Họ thấy cổ họng họ có cái, họ bị viêm họng. Một chị bị viêm họng và thấy cái cổ họng nó có màu xám. Thì mình nói bây giờ hãy truyền năng lượng yêu thương ra lòng bàn tay và đưa vào cổ, chữa lành nó trong tình yêu thương để nó trở lại màu bình thường, ví dụ màu xanh lá. Thì xong, họ làm nhanh lắm. Đưa vào xong tình yêu thương rồi, họ hình dung cái này thành màu xanh lá, xong thế là cổ họng thông liền, mà đang viêm họng nhé. Rồi sau đó dậy là hết luôn, thông luôn. Thì đó, không không cần quan trọng con mắt thứ ba có nhìn được năng lượng hay không, quan trọng cũng là hình dung này. Ví dụ cổ họng nó đau thì hình dung nó đang có màu xám và truyền năng lượng yêu thương vào lòng bàn tay, xoa nó lên, hình dung nhìn vào cái cổ họng, hình dung màu nó chuyển sang màu xanh lá chẳng hạn. Đó, màu xanh lá là màu bình thường. Rồi hình dung năng lượng yêu thương đang đi vào, nó trắng xóa, nó trắng, nó bao bọc hết cổ họng của mình trong tình yêu thương, mỉm cười và yêu thương, phóng năng lượng yêu thương vào, từ tim đi vào, và hình dung nó được bao bọc hoàn toàn với tình yêu thương. Vậy là hết à? Nhanh lắm. Bình thường một cái vấn đề bệnh tật nào đó mà nó nặng chẳng hạn, ví dụ ung thư hay là các cái vấn đề kinh niên, thì có thể cần một vài buổi chữa lành, khoảng vài buổi, có thể là 5, 2, 3 buổi, 2, 3 buổi, 5 buổi, 10 buổi, tùy. Còn những cái cơ bản ra thì có thể chữa trị trong một buổi thôi. Kể cả ung thư cũng vậy. Quan trọng là tình yêu thương và cái mình hình dung ra nó rõ ràng chút. Vậy là được. Cảm giác có vài người nói chuyện ở trong tai mình trong khi thiền là sao vậy em? Chị tác ý là chỉ có thể là dùng trái tim này tỏa ra một vòng hào quang bao bọc cơ thể, một cái vòng hình cầu bao bọc cơ thể trong tình yêu thương vô điều kiện, và chỉ tác ý rằng nhận năng lượng yêu thương vô điều kiện thôi, thì không bị những cái năng lượng tiêu cực nó quấy phá. Còn nếu mà chị cảm thấy cái tiếng nói đó nó yêu thương, nó tích cực, thì cứ đón nhận bình thường thôi. Và hãy chữa lành cho cả những cái không gian xung quanh. Hãy tỏa ra khi thiền đó, tỏa ra cái năng lượng yêu thương ra xung quanh căn phòng, xung quanh ngôi nhà và khắp trái đất. Hình dung cái năng lượng của mình, năng lượng yêu thương nó giống như một quả cầu, nó càng lúc càng to ra bao bọc trái đất, và có những ánh sáng của tình yêu thương chữa lành nó lan tỏa ra. Và hãy nhớ, cho đi cái gì cũng chính là nhận lại cái đó, và cho đi vô điều kiện thì mới có thể nhận lại được. Còn nếu mà cho đi mà toan tính thì đang tuyên bố với vũ trụ ta thiếu cái đó. Cho nên đừng có mong cầu gì cả, cho đi là cho thôi, không có lý do. Tình yêu thương ở lòng bàn tay là màu đỏ anh nhỉ? Ô, màu trắng. Màu trắng, trắng trong giống màu nước gạo nha. Em đang bị cảm.
Có thể ngồi ngồi xuống tĩnh lặng và hình dung ở trên đỉnh đầu này mở ra một vòng tròn, một cổng không gian vũ trụ, và hình dung năng lượng tinh khiết của vũ trụ, năng lượng tình yêu thương vô điều kiện và năng lượng của sự sống đi vào bên trong cơ thể, hoàn toàn hòa quyện vào từ đỉnh đầu trở xuống, vừa bao bọc bên ngoài cơ thể vừa đi vào bên trong từng tế bào. Và hình dung những cái năng lượng tiêu cực nó có màu xám, màu tối, những năng lượng tắc nghẽn màu tối, và cái năng lượng của vũ trụ là màu trắng tinh khiết, màu trắng trong giống màu nước gạo, nhưng nó trong hơn. Năng lượng của tình yêu thương nó đi vào bên trong cơ thể, hình dung cơ thể bạn sáng lên một cái khối trong suốt như vậy, và nó cuốn trôi những năng lượng tắc nghẽn đi ra khỏi lòng bàn chân và các đầu ngón tay và hòa tan vào vũ trụ, để vũ trụ lại tái chế lại cái năng lượng đó trong tình yêu thương vô điều kiện. Hãy hình dung nó rõ ràng chút và hãy phát cái tình yêu thương từ trái tim này ra này, là nó hết rồi. Lúc thiền hay thấy ánh sáng màu vàng nhạt như ánh nắng bao quanh mình anh ạ. Tốt thôi, nó năng lượng nó, và có lẽ cái con mắt thứ ba, cái trực giác của bạn rất là tốt. Và hãy nhớ rằng chỉ cho phép tình yêu thương vô điều kiện có thể hòa quyện vào bạn thôi, và có thể tạo ra một cái vòng, cái hình cầu bảo vệ xung quanh, chỉ cho phép tình yêu thương vô điều kiện bao bọc xung quanh thôi, chỉ cho phép năng lượng tình yêu vô điều kiện đi vào thôi. Thì cứ thế mà trải nghiệm thôi, thiền chẳng có gì đáng sợ cả, như người ta hay thổ hỏa nhập ma các thứ, sợ hãi nó mới thu hút tới những cái đó, còn yêu thương thì sẽ là cho đi và lại chiêu cảm yêu thương tới mà chữa lành. Mình chữa lành cho người khác mà người khác không có niềm tin thì nó có ảnh hưởng không vậy Tuấn Anh? Có chứ. Hãy nhớ rằng mọi người luôn hoàn hảo, không có gì là bệnh tật đâu. Người ta bị bệnh là người ta muốn, là linh hồn muốn trải nghiệm cái điều đó thôi. Và trừ khi linh hồn không muốn trải nghiệm đó nữa thì linh hồn sẽ đi tìm cách để giải phóng cái căn bệnh đó ra. Thì khi đó họ nhờ mình hỗ trợ thì mình mới hỗ trợ được. Còn nếu họ không tin thì làm sao mà hỗ trợ. Đó là trải nghiệm của linh hồn họ. Mọi thứ đều hoàn hảo, đừng có nghĩ bất hảo. Bạn hoàn hảo, người khác cũng hoàn hảo. Nó chỉ là một cái trải nghiệm mà linh hồn muốn trải nghiệm thôi. Không có gì là bệnh tật đâu, trừ khi linh hồn đó kêu gọi và người đó khao khát được chữa lành, thì lúc đó chúng ta mới có thể chữa lành và chúng ta mới nó có hiệu quả ngay lập tức. Làm thế nào để dùng năng lượng yêu thương, làm thế nào để dùng năng lượng yêu thương giúp cho con cái hứng thú và chăm học vậy em? Chứ nặng nói nhẹ không nghe hay là cứ mặc kệ nó? Bởi vì chị đang mong cầu, chị đang mong cầu con của mình như thế này thế kia. Chị yêu thương có điều kiện với con của mình rồi. Yêu thương vô điều kiện là chẳng có mong cầu gì đâu, và chỉ hướng dẫn con trong cái sự thoải mái của con thôi. Chỉ hướng dẫn nó với những cái nó muốn thôi. Nếu nó hỏi, nó thắc mắc thì mình sẽ hướng dẫn nó. Tình yêu thương vô điều kiện là không có đòi hỏi mong cầu gì cả. Chăm học, sứ mệnh của nó đến đây có phải để học không? Hãy xem học xong đại học rồi, học xong đủ thứ ra có áp dụng cái gì không? Học có phải là cái sứ mệnh của linh hồn khi tới trái đất không? Hay để nó trải nghiệm tình yêu thương, trải nghiệm cái điều gì khác? Tại vì mình đang nghĩ cái bản ngã của mình là phải nhỏ là phải ăn uống ngủ nghỉ học hành, rồi lớn rồi đi làm kiếm một công việc, rồi lấy chồng lấy vợ sinh con đẻ cái rồi đủ thứ. Nó là cái guồng quay rất là chán nản của xã hội. Trời sinh voi, trời sinh cỏ, hãy nhớ câu đó, mọi thứ đều luôn hoàn hảo. Làm sao ta biết con của ta tới trái đất này để trải nghiệm điều gì? Tại sao cứ ép nó làm những điều nó không muốn, rồi cả hai đều đau khổ, đều thất vọng? Hãy để thuận tự nhiên và chỉ biết yêu thương vô điều kiện thôi.
Cho em hỏi về năng lượng gốc ạ. Bạn muốn hỏi điều gì? Rồi nha, mọi người hiểu cái cách chữa lành vạn vật rồi đúng không? Có ai có câu hỏi hay thắc mắc gì không? Làm với những cái cây nha, rất là tốt. Nó phát triển rất là tốt. Các bạn uống nước đi. Rất là tiếc bạn nhìn được năng lượng lại chưa vào nhóm, chưa livestream chung được. Không biết là đang bận cái gì đây. À ra cái năng lượng gốc mà dạo này hay nói thì cũng là một dạng của sự sáng tạo thôi. Giống như là mượn năng lượng vũ trụ đó, đi vào lão, nạp năng lượng vũ trụ vào não rồi truyền vào trung tâm năng lượng của cơ thể. Thì đó là sự sáng tạo, hình dung đó. Mình nói rồi, các bạn là những đấng sáng tạo, đừng có tin những gì mình nói. Mình nói là giới hạn rồi, hãy vượt ra ngoài những gì mình nói, vượt qua tất cả những giới hạn niềm tin của các bạn. Sáng tạo không giới hạn, hãy sáng tạo đi. Sáng tạo nhiều hơn nữa, càng hình dung và nó rõ ràng bao nhiêu thì nó càng rõ bấy nhiêu, nó càng hiển thị rõ ở cõi vô hình bấy nhiêu. Nó là dạng chữa lành thôi. Khi chữa lành mình hình dung như thế nào cũng được phải không anh, miễn là hướng đến sự khỏe mạnh. Ừ đúng rồi, tình yêu thương, hướng đến tình yêu thương. Tình yêu thương vô điều kiện. Chỉ có yêu thương thuần khiết thôi. Làm thế nào kết nối với năng lượng gốc với em? Nghĩ tới nó thôi. Năng lượng gốc là năng lượng của vũ trụ đó. Năng lượng của tình yêu thương vô điều kiện. Năng lượng tinh khiết của vũ trụ, của sự sống đó. Nó chỉ là cái tên gọi. Năng lượng vũ trụ này này, hình dung mở một cổng không gian ra, rồi mình nhìn vào đó, mình hình dung một dòng thác ân điển, cái dòng thác chứa năng lượng tinh khiết của vũ trụ, năng lượng của tình yêu thương vô điều kiện và năng lượng của sự sống mãnh liệt trong vũ trụ đó. Nó đổ xuống một dòng thác màu trắng, trắng trong, giống màu nước gạo trong hơn chút. Đó, năng lượng vũ trụ đó, năng lượng gốc đó. Chúng ta là những đấng sáng tạo. Đừng có tin những gì mình nói. Hãy sáng tạo vượt ra khỏi những gì mình nói. Thậm chí chỉ cần suy nghĩ thôi, chứ chả cần đặt tay đâu. Đặt tay chẳng qua cũng là một cái giới hạn để cái tâm trí nó bám vào rồi. Chứ suy nghĩ là nó cũng khó mà. Suy nghĩ là nó cũng đã tạo ra rồi. Suy nghĩ và hình dung càng mạnh thì nó càng mạnh, càng rõ. Kể mà có bạn nào có con mắt thứ ba hoặc là có cái luân xa 6 hoạt động mạnh, nhìn thấy năng lượng ở đây thì mình cho mọi người kiểm chứng được ngay. Nhưng mà cái điều đó không quan trọng đâu. Quan trọng là các bạn thực hành đi. Thực hành rồi trao đổi trong nhóm, rồi lan tỏa tới mọi người, chia sẻ rồi trao đổi. Trong group có một bạn quản trị viên, bạn ấy nhìn được hào quang và năng lượng đó, sẽ hỗ trợ các bạn rất là nhiều. Sứ mệnh của bạn ấy là chữa lành cho mọi người. Hôm nay mình có đưa bạn ấy vào cái trạng thái thôi miên sâu, thôi miên hồi quy, và đưa tới cái kiếp sống. Bạn ấy là một người ngoài kiếp sống thứ ba, trước đây tính từ cái thời điểm hiện tại ấy. Kiếp sống này, kiếp sống trước là một bác sĩ, kiếp sống trước nữa là ở hành tinh Orion, hay còn gọi là người ngoài hành tinh đó. Bạn ấy có 139 kiếp sống ở trái đất rồi, và kiếp sống thứ ba gần đây nhất là ở hành tinh Orion. Và bạn ấy tới đây để vì cái sự tò mò về con người và cái sứ mệnh chữa lành cho mọi người, cũng như là mọi người thức tỉnh và
biết được mình là ai, nâng cao cái tần số rung động để hòa nhập vào cái trái đất mới. Trái đất đang thăng lên chiều kích 5D, các bạn cũng biết rồi, cho nên sẽ có rất nhiều sự thay đổi. Và bạn ấy là một trong những cái quản trị viên của nhóm, bạn ấy nhìn được năng lượng. Sẽ giúp mọi người rất nhiều. Mọi người hãy cứ thoải mái trao đổi trong lúc mình thực hành nhé. Và chia sẻ cho mọi người. Thật sự thuốc Tây thì nó rất là độc, phải mất mấy tháng mới có thể cơ thể mới đào thải được những cái độc tố ra. Và đôi khi nó còn lợn lành chữa lợn què, nó rất nhiều tác dụng phụ, nó rất độc. Và hãy dùng phương pháp chữa lành tự nhiên, đặc biệt là tình yêu thương. Cái trạng thái thôi miên, thật ra mình không muốn đưa mọi người trạng thái thôi miên đâu, bởi vì nó chỉ là cái phương pháp cuối cùng khi mọi người không tự chữa lành được. Nhưng mà mọi người có gì đâu mà phải chữa lành. Hãy nhớ mọi người là cái tâm nhận biết này, mọi người là đấng sáng tạo, là sự hoàn hảo. Bệnh tật nó chỉ là giả thôi, chẳng có gì là bệnh tật, chẳng có gì là bất ổn cả. Thôi miên chỉ là phương pháp cuối cùng khi không tự giải quyết được, hoặc là tìm ra cái sứ mệnh của mình thôi. Hãy tin tưởng vào bản thân mình. Các bạn là những đấng sáng tạo, các bạn là một phần Thượng Đế, và cũng chính là Thượng Đế đang trải nghiệm cuộc sống. Và hãy thưởng thức cuộc sống này đi. Lát nữa 10 giờ mình có thiền chung với nhóm á. Nhận năng lượng của vũ trụ rất là nhiều, năng lượng rất là mạnh. Có cái nhóm chữa lành cùng chị Tuệ Minh á, để mình gửi cái link vào. Mọi người muốn thì có thể tham gia cùng. Ồ, năng lượng nhận được nhiều lắm, bởi vì năng lượng nhận từ vũ trụ, từ các chư vị. Các bạn thiền đi, các bạn biết ngồi thiền chung cảm nhận được năng lượng. Để mình gửi cái link vào. Có mọi người có câu hỏi gì nữa không? Làm lúc tưởng tượng nguồn năng lượng gốc thì tư thế ngồi như ngồi thiền hay sao ạ? Tư thế nào cũng được, không cần quan trọng đâu, miễn là mình tĩnh tâm, mình tĩnh lặng. Hello anh ơi, em vừa làm xong thở được rồi, đỡ nghẹt mũi 70%. Ok, tốt lắm. Có cảm nhận được năng lượng đi vào không? Có lẽ tới sáng mai là nó hết đấy, bởi vì cái cơ thể vi tế, cơ thể năng lượng nó được chữa lành trước, rồi cơ thể vật lý nó sẽ theo sau. Có lẽ sáng mai bạn sẽ hết cảm đó. Ồ, chị Tuệ Minh à, mình cũng có thiền với chị ấy, với chị Vân Nguyễn, chị Lê Bích Ngọc, Sophia. Đúng rồi, chị Tuệ Minh. Chị Tuệ Minh. Đây rồi, nhóm đây rồi. Mình gửi cái link vào cho mọi người nhé. Rồi, ok anh Cường, anh có thể xem lại và anh có thể xem cái bộ video mà em up lên YouTube đó. Nó có hướng dẫn chữa lành rất hiệu quả. Nó vừa lấy có một bạn nói bị cảm cúm gì đó đó, vừa thực hiện xong thì nói đỡ 70% rồi. Mà cơ thể vật lý nó đi sau, có lẽ là mai là nó hết đó. Mọi thứ đều là yêu thương à. Năng lượng yêu thương nó đi vào, nó chuyển hóa hết. Những cái cơ quan, những cái cảm xúc bị tắc nghẽn, nó mang năng lượng thấp, thì cái tình yêu thương mang năng lượng cao, nó đi vào, nó chuyển hóa từng tế bào một. Reiki hay là hold up on, rồi thì năng lượng gốc thì nó cũng
đều là mượn năng lượng của tình yêu thương cả thôi. Vạn pháp duy tâm tạo, mọi thứ đều là tình yêu thương cả. Trái tim nó chạm tới trái tim. Đây, mình đăng cái link nhóm thiền chung ở đây nha, lúc 10 giờ mỗi ngày, 10 giờ tối mỗi ngày. Và mọi người vào đó làm theo hướng dẫn. Thiền đơn giản lắm, chỉ ngồi nhận năng lượng thôi. Tự động được chữa lành. Nhưng mà cũng phải tự thiền, tự thiền đấy nhé. Đừng có quan trọng tha lực. Có ghim được cái này lên không nhỉ? Rồi, ok, mọi người còn câu hỏi gì không? Thiền chưa tập trung với định được, hi hi. Thì hi hi thôi, cần gì phải tập trung với định đâu. Còn mong tập trung với còn mong định thì nó lại càng thu hút, càng khẳng định rằng mình chưa tập trung thì vũ trụ lại cho thêm. Cho nên là không cần mong mỏi điều gì, hãy khởi cái tâm yêu thương ban đầu, bắt đầu bằng cách là mang năng lượng yêu thương của mình tỏa ra toàn bộ trái đất, chữa lành toàn bộ trái đất và ngồi thiền thôi với tình yêu thương, rồi tự động nó tĩnh ấy mà. Chỉ có tình yêu thương nó chuyển hóa hết mọi thứ. Bắt đầu trước khi ngồi thiền bằng tình yêu thương, và tình yêu thương sẽ chuyển hóa những cái suy nghĩ thấp, vì tình yêu thương nó cao mà, nó chuyển hóa dần. Nên yêu thương thôi, không cần phải quan tâm gì. Có, lát có thiền trong nhóm, trong Zoom á. Em đăng cái link link group vào trong đây rồi, mọi người vào nhé. Mọi người bấm vào đó, 10 giờ đã bắt đầu đó, nên là chuẩn bị kết thúc thôi. Nên là những câu hỏi cuối cùng nào trả lời nhanh thôi, sắp sắp 10 giờ rồi. Việc nâng cấp sự rung động 5D là như thế nào em? Là mình ngồi thiền, mình để tâm tĩnh lặng, trở về cái sự hoàn hảo của mình, cái sự nhận biết chứ không phải bản ngã. Thì khi mình tĩnh tâm, mình tĩnh lặng, mọi thứ nó trở về sự thông suốt. Bản ngã được thông suốt thì không còn cái lực cản nào ấy. Năng lượng vũ trụ nó đi vào, nó nâng cái tần số rung động cơ thể và tâm trí mình lên. Thì thiền càng nhiều càng tĩnh lặng, càng tĩnh lặng càng thiền nhiều thì cơ thể nó càng nâng cao rung động lên và tâm thức nó cũng nâng cao lên. Đặc biệt là tình yêu thương, tình yêu thương là cái mức rung động cực kỳ cao. Và vì vậy hãy luôn luôn yêu thương chính bản thân mình và mọi người trong mọi khoảnh khắc, thì tự động nó chuyển hóa, chẳng cần phải mong cầu gì đâu. Rồi, khi nhận năng lượng nó tê tê dần dần ở mũi, đúng rồi. Bạn là đấng sáng tạo mà. Nhận năng lượng ở vũ trụ, khi năng lượng đi vào sẽ có cảm giác nóng hoặc ấm, hoặc tê tê, hoặc như là có điện chạy vậy. Nếu mà cơ thể nhạy cảm, nếu đủ nhạy cảm thì cảm nhận được nó rất là rõ. Rồi có thể cảm nhận được nóng, nóng, ấm. Mình ngồi thiền hoặc khi bắt đầu ngủ trong lúc tĩnh lặng nghe như tiếng ve kêu ở tai. Đúng rồi, đấy là âm thanh ban sơ của vũ trụ, dấu hiệu mà bạn đang trong quá trình thức tỉnh. Hãy thiền định nhiều hơn và tìm sâu về tâm linh hơn, nhận ra sự thật. Hãy nghe kỹ cuốn Đối thoại với Thượng Đế 3 tập chính, tập 1, tập 2, tập 3. Nơi đó có đủ chân lý để trả lời hầu như tất cả mọi câu hỏi, mọi thắc mắc, hoặc mọi thắc mắc trong vấn đề cuộc sống, bệnh tật, đủ thứ, tất cả mọi vấn đề đều có câu trả lời trong ba cái tập đó. Mà chân lý thì rất đơn giản, giống như viết cho trẻ con vậy. Quan trọng là chúng ta có sống trong cái điều đó hay không thôi. Mấy hôm trước thì nghe tiếng thiết bị điện tử kêu, như vậy là hiện tượng gì bạn ơi? Đó, thức tỉnh tâm linh thôi. Chúc mừng. Không vào được link. Bấm vào đi. Các bạn tải cái app Zoom về. Tải app Zoom về. Rồi đăng nhập. Bây giờ sắp tới 10 giờ rồi, chúng ta kết thúc nha. Các bạn vào cái link đó và xem cái hướng dẫn mở cái app Zoom á. Nhập cái ID, cái tài khoản Zoom vào, rồi nhập mật khẩu là 8, số 8 vào và bắt đầu vào thiền định. Và theo hướng dẫn, thiền yêu thương tuyệt vời lắm luôn, nó chữa được bệnh, không cần phải uống thuốc gì cả. Đúng rồi, yêu thương mà, năng lượng yêu thương chữa được hết. Rồi, mới áp dụng phương pháp của bạn để hai tay tạo ra quả cầu năng lượng để chữa cho con nhỏ. Nhà mình ok, gửi năng lượng yêu thương vào nha. Hãy xem hết bộ mấy cái video đó.
Ôi, mọi người đều hoàn hảo, ai cũng hoàn hảo, không có ai hơn kém ai đâu. Mọi người chỉ cần nhận ra điều đó, nhớ ra thôi, ai cũng hoàn hảo cả. Đúng rồi, giải tâm từ cũng chính là yêu thương đó. Và yêu thương nó sẽ kích hoạt luân xa tim. Luân xa tim kích hoạt thì những luân xa khác sẽ kích hoạt theo. Chỉ có tình yêu thương thôi à. Ai đi zoom ở trong nhóm để có lẽ mình copy luôn cái ID Zoom và mật khẩu vào cho nó nhanh vậy. Tức tức là cái giống như tài khoản và mật khẩu á, thì cái tài khoản là cái ID Zoom á. Đây, thì mình vào. Đây rồi, đây rồi. Ok. Để mình đăng vào bình luận nha. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Đây, mình đăng vào cái bình luận, cái Zoom và cái mật khẩu để mọi người vào nha. Ok. Xong rồi. Nếu muốn hãy chia sẻ cho nhiều người biết tới nha. Ok. Gửi tình yêu và ánh sáng tới tất cả chúng ta. I love you, I love you. Tôi yêu tất cả các bạn. Tôi yêu tất cả chúng ta. I love you. Xin chào và hẹn gặp lại.